Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Trang mạng Suez nâng cấp kiển với một phong cách nhẹ nhàng đến từ một cái chàng sinh viên ở Quảng Nam. Cái chiếc Suez là một trong những dòng xe phổ biến được những bạn trẻ rất yêu thích và đam mê. Sau đây là cái chiếc Suez được phủ lên mình một cái dịch áo spark nhẹ nhàng, cam bạc, không kém phần hấp dẫn. Chiếc xe lên cái cảng Mio, phía sau là cái cặp phục Hollin được trang trí nhẹ nhàng bởi cái dàn chuyên bạc niền rơm, trang trí thêm cái sự mới mẻ cho cái chiếc xích cưng. Xe được full bởi cái dàn đầu halo, cái chó nhỏ và cái mặt nạ spark. Những món đồ chơi tuy là rất đơn giản, người chủ đã chăm chút rất nhiều cho em ấy len keng hơn. Chúng ta thấy được cái sự đam mê và nhiệt huyết cho cái tình yêu của chiếc Suez của một cái chàng trai sinh viên tuy rất là đơn giản. BMW X-Trail R208, một Ấn Độ nhẹ nhàng nhưng đầy bạo lực. Gần đây không thể phủ nhận cái sức nóng của cái chiếc xe được mệnh danh là cái mặt BMW X-Trail R208 từ khi ra đời đã nhận được cái sự quan tâm rất mạnh với những tín đồ chia sẻ trên thế giới. Không chỉ mang một thiết kế thu hút với mặt ngoại hình hầm hố, dữ dằn, kích động đúng cái chất thể thao, mà còn một cỗ máy đầy sức mạnh gần 200 lực. Và những bản độ đến từ chiếc xe còn gây thêm ấn tượng bất ngờ hơn cho những tay độ. Thuộc phiên bản tại năm 2008, bản độ hôm nay không đổi về mặt ngoại hình, nhưng cũng có một thiết kế nguyên bản được giữ lại. Và cái bản dựng được thay đổi cái dàn chừng tăng thêm sự cứng cáp thể thao hơn cho cái chiếc xe yêu, cũng như góp phần tạo nên cái sự hoàn thiện của cái chiếc Superbike này là bộ mâm bắt cho Sony M7 NS đến từ Ý. Em đến cho mình một cái nhìn nó bật hơn, tinh tế hơn với một cái bộ kính chống gió Macron Racing, nâng cấp cái dàn tay thêm chút hiệu năng bởi một cái bộ cụm thắng Rainbow Access. Bên cạnh là bộ gù bảo vệ tay lái là Tết đầy tinh tế đến từ Ý. Cái bộ móc cài của chiếc xe được ốp cạc bơm bơm đem đến độ thẩm mỹ cao, trang trí thêm cái chấm đổ Moto Racing tăng thêm cái sự cứng cáp cho chiếc xe yêu. Ngoài ra, cái sức mạnh và quy lực của chiếc xe ở cái bản độ lần này là trang bị cái bộ ống xả cho ra thứ âm thanh gào thét tê tái, đó chính là cái bộ Optim Racing Full System. BMW X-Trail ở dành cho mình động cơ là 4 xăng thẳng hàng làm mát trung dịch DOC, dung tích là 999cc, kết hợp hộp số sắc cấp, sinh ra một công suất 199 mã lực tại vòng tua là 13.500 vòng trên phút, moment sức đại 113 Nm tại vòng tua là 10.500 vòng trên phút, khả năng tăng tốc từ 0 lên tính 100 km/h trong khoảng thời gian 3.1 giây, tốc độ tối đa là 300 km/h. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tiếp nhé. Tiếp nhớ like, subscribe.